Xin chào tất cả các bạn, một tin cực hot dành cho những bạn muốn đi du lịch Úc, đó là kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, thanh niên Việt có cơ hội sang Úc chơi mà vẫn kiếm được hàng nghìn đô la mang về. Đây là một cơ hội hiếm có cho thanh niên Việt Nam vừa được du lịch Úc mà vẫn có thể kiếm được trong thời gian ngắn hạn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chương trình này nhé. Hàng năm, Úc sẽ cấp 200 thị thực cho công dân Việt Nam lưu trú để du lịch Úc nhưng tìm được việc làm tại nơi đây với mức lương cao trong thời gian tối đa là 12 tháng. Đó là nội dung nằm trong chương trình lao động kết hợp giữa kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Úc ký kết vào ngày 18 tháng 3 năm 2015, dự kiến triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Theo bản thỏa thuận, hàng năm, hai nước trao đổi 200 ứng viên Việt Nam tham gia chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ được cấp thị thực vào Úc theo diện visa 417, loại visa tạm trú có thời hạn tối đa là 12 tháng. Mục đích chủ yếu của việc lưu trú theo loại hình thị thực này là đi nghỉ nhưng tìm được việc làm, không được làm việc cho một chủ sử dụng lao động quá 6 tháng và không được tham gia khóa học tập hoặc đào tạo nào có thời gian quá 4 tháng. Được biết, hiện nay lương tối thiểu đối với lao động nước ngoài tại Úc là 54.000 đô la Úc một người trên một năm, khoảng 900 triệu đồng một người một năm. Úc đang thiếu lao động trong nhiều ngành như là thợ làm bánh, đầu bếp, thợ hàn, điện, cơ khí, khai thác mỏ, lĩnh vực y khoa. Có thể nói đây là một cơ hội hiếm có cho thanh niên Việt Nam vừa được du lịch Úc mà vẫn có thể kiếm tiền trong ngắn hạn dưới một năm. Đồng thời khi tham gia chương trình này, các ứng viên có thể học tập từ phía Úc kinh nghiệm làm việc, cách thức sản xuất, kinh doanh, quản trị nhân lực, phục vụ cho công việc trong tương lai. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, để được tham gia vào chương trình này, công dân Việt Nam phải đáp ứng một số điều kiện về sức khỏe, khả năng tài chính, trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ, nhân thân và được Bộ Lao động Thương binh Xã hội giới thiệu. Theo quy định của chính phủ Úc, công dân Việt Nam phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể, có nguyện vọng làm việc kết hợp kỳ nghỉ ở Úc trong thời gian 1 năm, trong độ tuổi từ 18 đến 30, có hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực, không có con cái ở cùng trong thời gian làm việc kết hợp kỳ nghỉ tại Úc. Được biết, người lao động phải có năng lực tài chính đủ để trang trải cho các chi phí của bản thân trong thời gian làm việc kết hợp kỳ nghỉ tại Úc là khoảng 5.000 đô la Úc tương đương với 85 triệu đồng. Hiện tại, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn quy định thủ tục đăng ký hồ sơ, thông tin về chi phí cũng như là tiêu chuẩn xét chọn. Về chi phí, theo quy định hiện hành đối với visa 417, ứng viên phải chi trả chi phí vé máy bay, lệ phí visa là 420 đô la Úc, chi phí khám sức khỏe là 150 đô la Úc, bảo hiểm y tế 115 đô la Úc một tháng. Đánh giá về chương trình này, nhiều doanh nghiệp cung ứng lao động cho thị trường Úc khẳng định thu nhập ở Úc khá cao. Tuy nhiên, các ứng viên cần cân nhắc kỹ về những bất tiện rủi ro có thể xảy ra do thời hạn làm việc visa cấp một lần rất là ngắn, công việc dành riêng cho các khu vực dân cư thưa thuộc các ngành nghề như trồng trọt và chăn nuôi, đánh cá và ngọc trai, trồng cây lấy gỗ, khai mỏ cũng như là xây dựng. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như là nhận được sự hỗ trợ thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp với các tư vấn viên của chúng tôi theo số điện thoại 38484879 hoặc 38382080. Các bạn có thể lên trực tiếp văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ở thành phố biển Nha Trang, chúng tôi không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.